Quý vị đã trở lại cùng với chúng tôi trong tiểu mục chuyện tối nay. Vâng, thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay thì đạo diễn phim công Đảo Đầu Lâu là Jordan Roberts đã chính thức được bổ nhiệm là đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020. Trước đạo diễn phim công thì đã từng có rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã từng đảm nhận cái vai trò này. Tuy nhiên thì vị đạo diễn người Mỹ này là người khá đặc biệt khi mà được kỳ vọng là sẽ có thể giúp quảng bá hình ảnh phong cảnh Việt Nam theo một cách rất riêng, đó là thông qua những clip hay là những thước phim tuyệt đẹp. Và thậm chí để chuyên tâm cho vai trò đại sứ du lịch thì anh đang giao bán nhà ở Mỹ để định cư ở Việt Nam. Điều này có thể thấy là Việt Nam chúng ta đang có sức hút đặc biệt đối với đạo diễn trẻ tài ba này. Tuy nhiên có một điều chắc hẳn không nhiều trong số quý vị và các bạn biết, đó chính là việc làm đại sứ du lịch Việt Nam thì đạo diễn phim công sẽ không được nhận lương, không được hỗ trợ nhà ở hay là bất cứ một khoản lợi ích nào. Vậy tại sao vị đạo diễn này lại say mê với phong cảnh Việt Nam đến mức bỏ hết tất cả để sang Việt Nam mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì? Anh dự định sẽ làm những gì trên cương vị đại sứ du lịch Việt Nam? Phóng viên Chào Buổi Tối sẽ có cuộc trò chuyện với vị đạo diễn này ngay sau đây để làm rõ những băn khoăn này. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh của buổi bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam vừa diễn ra vào chiều nay. Trong quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong vòng 3 năm tới, đạo diễn Jordan Roberts sẽ thực hiện việc quảng bá tuyên truyền cho du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông, báo chí, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình hoạt động khác hướng đến công chúng. Theo Tổng cục Du lịch, việc lần đầu tiên chọn một đạo diễn nước ngoài nổi tiếng, uy tín và có phạm vi phổ biến thế giới làm đại sứ du lịch Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hình ảnh du lịch đất nước. Bên cạnh đó, trong thời gian làm phim, đạo diễn Jordan Roberts đã có tình cảm đặc biệt với con người văn hóa của Việt Nam. Khi được ngỏ lời về việc làm đại sứ du lịch Việt Nam thì đạo diễn này không chỉ vui vẻ nhận lời mà còn sẵn lòng cung cấp hồ sơ theo đề nghị của Bộ Văn hóa. Đạo diễn phim công Đảo Đầu Lâu có tuyên bố sẽ bán nhà ở Mỹ để sang thành phố Hồ Chí Minh sinh sống làm việc nhằm làm tốt vai trò của đại sứ du lịch. Trước hết xin chúc mừng và cảm ơn anh đã trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam. Anh có mất nhiều thời gian cân nhắc khi quyết định đảm nhận vai trò mới này không? Trở thành đại sứ du lịch Việt Nam là một vinh dự mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra khi lần đầu tiên đến đây. Điều này thì hoàn toàn khác với nhiệm vụ trở thành đối tác mang một bộ phim đến sản xuất ở Việt Nam. Trước đó thì đã có nhiều người nói nên đến Thái Lan hay là một vài nơi khác. Nhưng tôi đã quyết nói với các nhà sản xuất rằng tôi đã lựa chọn trước đó là phải đến Việt Nam. Và tôi cũng đã gọi điện hàng ngày cho các nhà sản xuất để hỏi về việc lựa chọn Việt Nam cho quyết định cuối cùng. Và tôi rất tự hào là đất nước tôi đã lựa chọn để đưa vào trong phim và được bắt đầu làm việc với mọi người ở đây. Và khi được lựa chọn thì tôi đã quyết định cam kết dành thời gian của tôi trên cương vị mới. Vậy anh có kế hoạch hành động gì để giúp Việt Nam quảng bá và phát triển du lịch trong tương lai? Sứ mệnh của tôi là đưa Việt Nam lên màn ảnh thế giới. Và ngay cả người Việt Nam cũng được chiêm ngưỡng, tự hào về nước Việt Nam. Bất cứ lúc nào trở lại Việt Nam, tôi đều cảm nhận được điều gì đó mới mẻ và rất tuyệt vời. Tôi cũng yêu nơi này rất nhiều. Tôi muốn thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn cả bây giờ. Mà có lẽ thời gian tới, tôi sẽ hy vọng rằng mình có thể mang nhiều dự án phim đến Việt Nam. Hiện nay, tôi đã có kế hoạch làm cho những bộ phim khác. Tôi muốn hợp tác với những người địa phương và tiếp tục làm cho thế giới chú ý hơn đến Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục tìm cách để vẻ đẹp của đất nước Việt Nam được biết đến và tôi cũng tin nền công nghiệp điện ảnh, giải trí của Việt Nam sẽ bùng nổ trong vài năm sắp tới. Tôi đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn, gặp gỡ rất nhiều người tài giỏi và tôi sẽ kéo thêm bạn bè tới làm phim và thăm Việt Nam. Tôi còn nhớ rằng anh đã chia sẻ sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam bằng việc đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Vậy lý do gì khiến cho anh muốn định cư hẳn ở mảnh đất này? Tôi không thể diễn đạt với bạn cái cảm giác mà tôi biết ơn vì mọi người ở đây chào đón. Họ chào đón tôi hơn bất cứ nơi nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác về nhà hơn là ở Los Angeles. Đây là nơi thôi thúc tôi, truyền cảm hứng cho tôi. Tôi có cảm giác mình được sống và được làm nhiều dự án phim ở đây hơn nữa. Đó là cách riêng mà tôi cảm nhận ở đây. Tôi cũng thích thức ăn, những nơi tôi đã đi qua và tôi đều rất thích. Hiện nay tôi vẫn đi lại giữa hai nơi là Việt Nam và Mỹ, nhưng thời gian tới tôi muốn dành nhiều thời gian ở lại đây nhiều hơn.
Trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam, điều đó có nghĩa là anh sẽ không nhận được lương, được sự hỗ trợ nhà hay các lợi ích khác. Vậy tại sao anh vẫn muốn làm điều này? Tôi không cần phải trả lương. Tôi không cần bất cứ lợi ích gì khi làm việc này. Tôi yêu nơi này và con người ở đây. Điều gì đó sâu thẳm con người tôi muốn tôi làm như vậy. Vì thế mà khi đảm nhận vị trí này, tôi không cần phải nói với ai rằng hãy trả tiền cho tôi, hãy cho tôi một ngôi nhà. Tôi không quan tâm đến điều đó. Và tôi thậm chí nghĩ rằng tôi phải có trách nhiệm đưa hình ảnh đất nước này nhiều hơn vào những thước phim. Và tôi cũng muốn tất cả những người trên thế giới biết đến điều tôi đang làm. Tôi cảm thấy thật dễ dàng đưa cuộc sống của những con người nơi đây lên phim để thu hút mọi người đến đây du lịch trong một thời gian dài. Bởi nơi đây tất cả mọi thứ từ con người, văn hóa cho đến môi trường đều cuốn hút riêng. Và bây giờ tôi có trách nhiệm đảm nhận quảng bá nơi đây theo đúng cách thức của nó. Nhiều khán giả nhận ra tên của diễn viên Việt Nam Ngô Thanh Vân trong phần cảm ơn ở cuối bộ phim Kong Đảo Đầu Lâu. Vậy Ngô Thanh Vân đóng vai trò gì trong dự án phim của anh? Cô ấy là một người bạn rất tốt với tôi. Cô ấy hiểu diễn biến của phim. Chúng tôi liên lạc khá thân thiết. Như bạn biết đấy, làm đạo diễn phim thì là một quá trình và không phải nhiều người biết đến điều này. Chúng tôi cũng có điểm chung. Vì vậy mà hàng ngày chúng tôi đều có thể bình phẩm hoặc trao đổi với nhau, hỗ trợ nhau. Và đó là lý do tôi muốn cảm ơn cô ấy. Trước đó thì tôi cũng nghe nói có thông tin cô ấy có thể xuất hiện trong phim của anh, nhưng vì nhiều lý do nên cô ấy không thể góp mặt. Vậy trong tương lai, khán giả Việt Nam chúng tôi có thể nhìn thấy diễn viên Ngô Thanh Vân trong các tác phẩm điện ảnh bom tấn của anh hay không? Bạn biết đấy, cô ấy là một người quá bận rộn. Cô ấy vừa đóng phim, vừa làm đạo diễn. Tôi sẽ rất vinh dự nếu có cô ấy trong các dự án phim của mình và cả những nghệ sĩ Việt Nam khác nữa. Thật vinh dự nếu có sự có mặt của họ trong công việc của tôi. Anh đã gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là những nữ nghệ sĩ. Họ có để lại cho anh nhiều ấn tượng không? Có thể kể cho tôi một vài cái tên mà anh ấn tượng nhất hay không? Tôi rất muốn làm việc với rapper Suboy. Cô ấy là một người rất thông minh, cá tính lại có nhiều nội lực. Rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam, qua những lần tiếp xúc tôi thấy họ tài năng, sâu sắc. Thật vinh dự khi được hợp tác với họ. Bất cứ khi nào tôi gặp họ thì cũng là vì công việc, để biết thêm kinh nghiệm. Anh có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ về việc làm các bộ phim bom tấn cho các đạo diễn ở Việt Nam hay không? Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm không quá quan trọng trong thời buổi toàn cầu hóa như hiện nay. Nó cũng không phải là vấn đề về thời gian. Mà điều quan trọng với những đạo diễn Việt Nam, đó là mỗi người tự có cách sáng tạo riêng. Tôi dám chắc với bạn chỉ trong vài năm tới đây, khi thời đại của công nghệ số, thì cả diễn viên và đạo diễn phải tìm những cách sáng tạo riêng để khẳng định họ là ai. Đó là tiếng nói riêng của mỗi người. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, cuộc trò chuyện đầy thú vị với đạo diễn phim Kong, đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Roberts cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.